chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chế một chiếc sạc dự phòng điện thoại. Chúng ta cần chuẩn bị những thứ sau, đó là một chiếc mạch sạc dự phòng 2A hiển thị áp đầu ra, hai quả pin UltraFi và một đế pin UltraFi 2 pin. Tất cả những dụng cụ đều được bán tại website monkiet.vn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên tôi sẽ lắp hai quả pin này vào đế pin. Sau đó tôi sẽ đấu dây điện vào cái mạch sạc pin này. Các bạn đấu xong, các bạn bật công tắc nguồn lên. Ở đây cho hiển thị điện áp là 7,5V là điện áp đầu vào, điện áp đầu ra nó là 5V. Tôi sẽ dùng một cái dây cáp điện thoại để test trước. Vậy là chúng ta đã có một cái sạc điện thoại dự phòng. Chúng ta đã làm xong một chiếc sạc dự phòng cho điện thoại rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công.